Kính chào quý vị. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị một âm ly tích hợp đến từ Musical Fidelity. Model là M2SE. Đây là một âm ly tích hợp có công suất 72W ở 8 ohm mỗi một kênh. Và ở 4 ohm thì nó có một công suất là 137W. Tức là với một công suất như vậy, nó rất là phù hợp với lại rất nhiều loại loa. Tức là nó có thể lái được rất nhiều cặp loa. Âm ly này được nằm trong một cái chassis, phía mặt trước là nhôm phay, núm volume to nằm ở giữa, kế thừa những cái nét thiết kế rất đẹp của Musical Fidelity. Có nút đầu vào, có 6 nút chọn đầu vào RCA. Âm ly này có một chức năng khá đặc biệt, đó là ở cái chức năng mà AUX sạc HT này. Thì cái chức năng này ấy, đằng sau nó có một cái công tắc phụ để chuyển đổi từ AUX sang HT. HT là gì? Đây là chính cái chức năng mà kết hợp cùng với lại Home Theater Processor. Nghĩa là chúng ta có một cái giải mã, cùng giải mã xem phim. Tôi phải nói như thế để dễ hiểu. Thì cái cục giải mã đó có volume ở đằng trước. Thì ta sẽ đưa cái tín hiệu của kênh front qua cái đường AUX HT này bằng cách gạt chuyển đằng sau, thì lúc đó chúng ta sẽ loại trừ cái volume của âm ly đi và biến cái âm ly này thành một cái bao, và chúng ta điều chỉnh to nhỏ ở trên cái processor. Tại sao lại như vậy? Để cho cái việc là giảm cái việc là sai trở kháng giữa hai cái volume, dùng hai volume khác nhau. Thì đó là một điều đặc biệt. Điểm nhấn nữa là đây là một âm ly mà có cái băng thông và tự đáp ứng tần số từ 20 THz tới 20 kHz. Nó có một đầu ra có thể thay đổi biên độ tín hiệu bằng cái volume đằng trước này, dành kết nối cùng với lại các power amp khác ta đánh ở chế độ đánh cầu. Nó có một đường ra không phụ thuộc vào biên độ, không phụ thuộc vào cái volume đằng trước này, để chúng ta có thể kết nối cùng subwoofer hoặc là cho cái việc là ghi tín hiệu lên băng từ, tức là tape đấy, đường tape. Một cái sản phẩm nằm ở trong phân khúc tầm trung, với lại giá thành rất dễ chịu, rất phù hợp với nhiều gia đình có cái nhu cầu mà thưởng thức âm thanh cách vừa phải. Thì giới thiệu với quý vị một cái âm ly tích hợp của Musical Fidelity M2SE. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.